đúng không? Và đúng tôi không? push với tôi nè. Đi ăn teppanyaki đúng không? Ta phải chăm chăm ngon của vợ như thế là đúng không? Sau lưng một người đàn ông thành công là phải có một người vợ ở phía sau push. Teppanyaki grill đi ăn. Rồi, vô ăn đói quá. Tôi muốn ăn, tôi muốn thâu. Chó sói rồi. Wow, tóc đen đẹp quá anh ấy. Đen trẻ trung đẹp thôi. You hot boy baby. I am hot boy. Bên lái. Teppanyaki grill. And then the largest buffet in Minnesota, biggest in Minnesota.